mà gặp thì người ta nói nặng nói nhẹ, là mình đã trước kia mình đã nói nặng nhẹ người ta, bây giờ người ta nói nặng nhẹ mình, thì có gì lại giận hơn phiền não? Cái tri kiến hiểu biết của mình như vậy mới giúp cho mình được giải thoát liền chứ không. Phật pháp quá hay, quá tuyệt vời mà gần gũi chúng ta vô cùng. Các con nghe trong kinh Vô Lậu Đức Phật nói, có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự buồn khổ, giận hờn, đau đớn ở trong thân của chúng ta. Cái chân lý của đạo Phật là tâm bất động, thanh tịnh, an lạc, vô sở. Các con nghe cụm từ bất động nghĩa là không có cái gì mà làm cho cái tâm chúng ta làm còn bất động. Thanh thản, thanh thản, an lạc, yên ổn, an vui, chứ không có khổ đau ở trong đó. Vô sự, không có cái sự gì mà làm cho tâm chúng ta phải phải làm gì hết. Tư duy sẽ suy nghĩ, nhớ cái cụm từ tâm bất động, thanh thản, an lạc. Thì bắt đầu mấy con thuộc cái câu đó, cho thật thuộc cái câu đó. Thì cứ quên một cụm từ đó, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mấy con ở ngoài xa kia có nghe không? Thì cái pháp như ý đó ý rất quan trọng, rất quan trọng. Chúng ta hiểu được cái câu đó, chúng ta thuộc cái câu đó rồi, nhưng nó chưa hoàn toàn, tâm chúng ta còn đọc chứ chưa thật sự bất động. Cho nên có cái pháp như lý tắc ý, như lý, như cái lý của cái câu đó mà tắc ý, thì tâm chúng ta sẽ có một cái nội lực rất lớn. Thậm chí như cái nội lực của nó, nếu mà tắc ý cho đến khi mà thật sự cái tâm mà bất động, thanh thản, an lạc, vô sở lực, thì nó có bốn cái lực như thật, gọi là tứ thần túc, bốn lực như thật. Nếu mà chúng ta muốn chết hồi nào thì thân chúng ta sẽ đình chỉ hơi thở, hơi thở ngưng lại, chúng ta chết một cách rất thực tại. Thân chúng ta có bệnh, chúng ta tắc ý, bệnh đi liền tức khắc, không có cơ thể. Chứ không phải là thân chúng ta bệnh, những cái đầu thì cứ ở thì nhức đầu, phải. Con người ta nó có cái lực, mà hôi khác con, Phật tử người nào cũng có cái lực như vậy đó. Nhưng chúng ta không chịu khó luyện tập cái lực như lý tắc ý, cho nên chúng ta bị bệnh không được, phải đi uống thuốc, phải đi bác sĩ. Còn cái người tu tập, người ta không có cần uống thuốc, người ta không có cần đi bác sĩ, người ta chỉ bảo cái đầu nhức là chỉ bảo cái đầu nhức này phải đi điều cái khác, không có được ở trong thân này. Đó là thấy đó. Thì cái bệnh nó từ từ nó đang nhức cái đầu, từ từ nó đi ra, hoàn toàn nó không còn đau. Cái lực của chúng ta rất là vĩ đại. Sau khi tu làm chủ được mình, thầy thấy quá hay. Thầy muốn đem cái chân lý này để giúp cho mấy con. Cái đó có gì đâu, tâm bất động, thân thản, an lạc vô sở. Chỉ tâm ý vậy thôi, rồi mình ở chỗ tâm bất động của mình, thì cái đau đó nó không còn chú ý cái đau. Mà nếu nó còn bị cái đau lôi nó, thì chúng ta lại tâm ý câu thứ hai, tâm bất động, thân thản, an lạc vô sở. Rồi cái câu thứ ba kế tiếp, cứ lần lượt đến khi chúng ta tập ý mà chúng ta không còn nhớ cái đầu đau thì cái đầu hơi đau. Hai con theo, còn cái người mà tu mà đã có đủ nội lực, họ tập ý một câu á là cái bệnh nó đi liền, cái thân không có đau hết nữa. Còn bây giờ mấy con phải chịu khó tập ý tâm bất động, thân thản, an lạc vô sở. Rồi nó còn đau thì tâm bất động, thân thản để làm cho cái tâm đừng có dao động cái đau. Mà khi cái tâm nó không có bị dao động với cái đau thì lần lượt cái đau nó hơn. Còn các con nó hãy hở một chút đau thì cái tâm nó dao động trong cái đau, cho nên buộc lòng bị uống thuốc, buộc lòng bị bác sĩ. Mà buộc lòng bị uống thuốc đi bác sĩ làm gì mấy con nhé? Cái tinh thần của mấy con đó, cứ nghĩ rằng thuốc đó, nó sẽ hết bệnh, là bác sĩ coi chắc là nói trúng, không phải. Cho nên cái tin tưởng như vậy, cái lòng tin như vậy
thì mấy con thấy cái bệnh nó giảm, giảm ở chỗ hết bệnh hoặc giảm bệnh ở cả tính. Còn Phật pháp thật là thần dược, chỉ cần thấy ý khỏi uống thuốc, khỏi tốn tiền gì bác sĩ gì hết, giảm hết bệnh, nó là làm chủ bệnh đó mấy con. Nhưng trước khi làm chủ bệnh, chúng ta phải làm chủ tâm, phải làm chủ cái tâm của mình được. Bây giờ cái tâm nó thèm ăn cái gì, dừng lại. Ở đây ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để mặc béo. Mình phải làm chủ cái tâm. Người ta nói cái gì động tâm mình thì mình bảo tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thường. Cho nên ở đây không có giận hờn phiền não hết, mọi cái đều là do nhân quả. Nếu không có nhân quả làm sao gặp? Mà gặp thì người ta nói nặng nói nhẹ là mình đã trước kia mình đã nói nặng nhẹ người ta, bây giờ người ta nói nặng nhẹ mình, thì có gì lại giận hờn phiền não? Cái tri kiến hiểu biết của mình như vậy mới giúp cho mình được giải thoát liền chứ không. Phật pháp quá hay, quá tuyệt vời mà gần gũi chúng ta vô cùng. Các con nghe trong kinh Vô Lậu Đức Phật nói, có như ý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự buồn khổ, giận hờn, đau đớn ở trong thân của chúng ta gọi là lậu hoặc. Có như ý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Bây giờ thầy ngồi đây thầy làm các con lưu ý hết, tất cả các Phật tử lưu ý cái chỗ này rất là quan trọng đây. Ngồi chơi chứ đâu có ngồi mà nhiếp tâm để cho đừng có ý thức dừng. Thường thường người ta ngồi cứ người ta đưa hơi thở và cố gắng giữ tâm bất động để cho đừng có niệm khởi thì nó sai. Các con nghe trong kinh Đức Phật dạy, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Chúng ta đâu có diệt ý thức của chúng ta đâu, mà chúng ta phải nuôi dưỡng ý thức, phải rèn luyện ý thức, chứ đâu có diệt ý thức. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà cố gắng niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, tức là diệt ý thức. Hoặc là ngồi đây mà có những cái điểm gì đều buông hơi để cho chúng ta không còn niệm, gọi là thiền định. Đó là thiền điên, cái thiền gì? Nó sanh ra thiền tưởng, bởi vì ý thức nó dừng thì tưởng thức nó phải hoạt động. Cho nên người ta tu thiền, tu riết rồi tu điên. Rồi mà nó điên quá thì người ta nói tẩu quá nhập ma. Nó nói bậy, nói bạ, nói không đúng vào đâu hết, không còn là con người bình thường. Thì người ta nói gọi đó là tẩu quá nhập ma. Chứ tự thật ra là do chính mình tu sai, làm sai diễn ý thức của mình. Mà Đức Phật dạy ý thức, ý là chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý nó quan trọng vô cùng, không có được phép diệt ý của chúng ta. Cho nên họ hở ra một chút, quý vị mà ở trong thấp đều là tu tập thành. Cứ lo diệt ý thức của mình, có niệm để cho mình gọi là thiền định. Đó đâu phải là thiền định. Thiền định của đạo Phật là ly dục, ly ác pháp. Khi ngồi đây mà tâm nó khởi muốn ăn, muốn cái gì còn ham muốn, tức là chưa ly dục, thì ngay đó lấy cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta đó, quán xét xả nó đi. Thì khi xả nó thì tâm nó không còn ham muốn nữa, thì tức là thiền định. Cái gì tâm bất động là thiền định mới tâm. Nhưng mà bất động bằng cách ly dục ly ham pháp, nhưng phải bất động bằng cách diệt ý thức của chúng ta. Cho nên hầu xét lại tất cả những phương pháp mà của phương sách Đại Thừa, của thiền Đông Độ dạy chúng ta đều là phương pháp của người Trung Quốc, chứ không phải của Phật giáo. Mà người Trung Quốc thì mấy con cứ nghĩ rằng đất nước Trung Quốc có hai nhà triết lý, đó là Khổng Tử và Lão Tử. Việt Nam chúng ta đâu có Khổng Tử mấy con, đâu có Lão Tử. Khổng Tử thì đưa cái tư tưởng của Khổng Tử thì nó trở thành cúng bái nghe tính đủ rồi. Còn Lão Tử thì đưa cái pháp vô vi của Lão Tử, cho nên nó biến thành thiền Đông Độ.
Cho nên chúng ta hoàn toàn cứ giữ cái ý thức của chúng ta. Đó là một điều quá sai. Phật giáo Việt Nam không bao giờ tu tập điều đó. Người Việt Nam không chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc. Chắc chắn chúng ta sẽ tu tập đúng chánh pháp của Phật. Bởi vì Hòa Thượng Minh Châu người đã dịch tặng kinh Bali. Người Việt Nam chúng ta dịch, chứ Hòa Thượng Minh Châu là người Việt Nam chứ đâu phải người Trung Quốc. Còn Hán Tạng, cái kinh mà chữ Hán của người Trung Quốc, thì mấy con thấy rõ ràng là dạy chúng ta tu từ pháp niệm Phật, tu từ pháp thiền tâm đầu. Thì mấy con thấy tất cả đều là sai. Do đó từ khi mà tổ từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam cho các thầy tổ của Việt Nam chúng ta tu cho đến bây giờ bao nhiêu năm, hơn cả ngàn năm, có người nào làm chủ sinh già về chết chưa? Chưa có ông sư ông thầy nào. Các con thấy ngồi thiền như ngài vũ, các minh vũ, các trường để lại dục không như vậy, nhưng mà không ngờ lọt vào thiền tượng. Nhập không vô biên xứ tưởng, khi không biết lối ra cho nên ngồi đó mà để lại người thân. Khi thầy đến thăm, thầy biết rõ ràng. Bởi vì những cái từ trường mà phóng ra nơi mà của các ngài tu, nó còn y không khác. Ngài tu như thế nào nó đều còn y. Thiền không sức không nhập, còn đạo Phật thiền sức nhập đàng hoàng. Trước khi muốn nhập các định thì cái người tu thiền mà Phật giáo là phải tu tứ niệm xứ. Mà khi tứ niệm xứ đã thành tựu thì nó có tứ thần túc, định như ý túc, định như ý mình muốn. Tức là mình muốn nhập định nào là mình tác ý ngay định đó là nó sẽ nhập vào. Cho nên thiền người ta có sức có nhập đàng hoàng, người ta muốn vô là vô, muốn ra là ra, chứ không phải thiền không sức không nhập. Không sức không nhập làm sao mình làm chủ được? Nó thì nên quý Phật tử đấy, mình phải nghiên cứu kỹ cái giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các tổ. Cũng như thầy dạy quý Phật tử tu, nhưng từ cái chỗ mà hiểu quý Phật tử thì người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế khác, gọi là kiến giải. Mà sự kiến giải đó làm cho mình tu lệch lạc. Cho nên một vị thầy dạy mà tu hành, người ta phải theo từng chút, theo dõi từng chút. Không khéo người đệ tử của mình nó tự kiến giải ra cái danh từ đó, người hiểu như vậy mà kẻ hiểu khác, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái mà hiểu sai lệch như vậy gọi là kiến giải hay là tưởng giải. Mình cứ ngỡ cái người mà tưởng giải ra đó, kiến giải ra đó, họ cứ ngỡ rằng họ hiểu đúng, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ hiểu sai. Chỉ có ông thầy họ hiểu sai. Cho nên khi tu mà quý Phật tử thấy nó có những hiện tượng gì mà xảy ra thì hãy mau mau hỏi một vị thầy hướng dẫn, thì người ta sẽ hướng dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo của nó. Không khéo thì mình sẽ đi sai con đường tu tập. Những người mà thấy những hiện tượng chướng ngại thì nó dễ rồi. Nhưng những người mà thấy những hiện tượng hỷ lạc kinh an thì nguy hiểm hơn. Khi kinh an thì chúng ta thích, hỷ lạc thì chúng ta thích. Cho nên khi thích thì chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian tăng lên. Và như vậy chúng ta sẽ lọt vào tưởng mà khó. Cho nên ở đây muốn mà tu tập theo Phật giáo thì quý vị nên chọn một vị thầy tu chứng, tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Chứ đừng đụng ai cũng mình cũng theo tu thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Phải chọn một cái người đó họ đã làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, thì chừng đó chúng ta sẽ theo người đó mà tu tập. Bởi vì Đức Phật nói phải thân cận thiện hữu tri thức, đó là cái đầu tiên. Nhờ thân cận thiện hữu tri thức đó, mình mới thưa hỏi. Rồi thưa hỏi rồi về mới tập luyện, tập luyện rồi thưa hỏi, và cứ như vậy cho đến khi mình tu đúng.
đó là điều quan trọng nhất. Cho nên muốn tu theo đạo Phật thì cần phải chọn người thiện hữu tri thức, cần phải chọn thiện hữu tri thức. Mà người thiện hữu tri thức không phải là người nói, người thuyết giảng suông. Người ở trong trường cao đẳng Phật học, đại học Phật giáo đi ra là những người không tu, mà những người học đừng nên theo những người đó. Những người đó chỉ biết nói chứ không biết hành. Cho nên khi cái lời nói với cái hành nó không đi đôi đâu. Ở đây là chọn lấy cái người tu tập có hành mà đã làm chủ được sự sống chết của họ. Sanh, người ta chữ, người ta nói gì, người đó vẫn vui vẻ cười không buồn phiền. Đời sống này cho ăn gì ăn, họ không bao giờ đòi hỏi phải ăn khổ béo hoặc là ăn như vậy quá ớn. Người tu thì không ớn. 9 tháng ở trên Hòn Sơn thầy căn toàn lá cây mà thầy có ớn đâu. Quý Phật tử thấy một con người như thế này mà như là con bò ăn lá cây mà sống được. Tại vì mình không tập, chứ mình tập luyện cái gì cơ thể của mình cũng quen được. Thầy cũng vậy, đầu tiên á, thầy trèo ở trên cái ở Hòn Sơn thì ở trên đỉnh. Mỗi lần mà xuống ở trên đỉnh mà đi xuống để mà xin gạo, xin cơm mà ăn thì quá nhức dài. Cho nên đầu tiên thì lên trên đó, thầy cứ giảm cơm lần và ăn lá cây rừng, cứ tăng dần cái lá cây rừng lên. Và cứ như vậy tăng dần lên cho đến khi không còn dùng cơm nữa vẫn sống, tức là cơ thể nó đã quen rồi. Chứ còn dục không, bây giờ mấy con đang ăn uống như thế này mà dục không, thầy nói bây giờ ăn lao thôi, chứ đừng nói lá cây rừng, ăn lao thôi vẫn sống không được, nó thành bệnh mấy con. Cho nên muốn tu tập thì phải con nhớ kỹ cái điều tại thân cận thì người thì phải tìm một vị thầy. Cũng như bây giờ mấy con về đây muốn tu theo thầy, bởi vì thầy vào đây không phải là người nào thầy cũng đến thầy dạy. Thầy sẽ xem một cái người có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm tha thiết tu hay là đến đây để mà tu thử. Tu chơi là quan trọng thầy dạy, tu thật thì mới dạy. Đến đây thầy cho mấy con sống đầu tư một tuần lễ cho đến 3 tháng. Một người mà quyết tâm tu, người ta sống một mình bao lâu người ta cũng không sợ. Mà một người mà tu chơi tu giả mà vô đó mà tuần lễ thì mấy con chỉ còn nước mấy con xin hồi ra buồn quá. Bởi vì ở trong đó không được nói chuyện với ai hết. Tới trưa thì mấy con được mang cơm vào đúng đi khất thực ăn cơm mà không được nói chuyện. Mấy con nói chuyện thầy không rầy mấy con, bởi vì thầy biết mấy con là những con người thì nó phải vậy thôi. Nhưng thầy biết mấy con được. Nhưng khi mà thầy cho mấy con cái thân mấy con sống đầu cư không chơi không nói chuyện với người nào, thầy cho người theo dõi báo cáo từng chút, thầy thấy được và thầy chấp nhận sau 3 tháng là người đó sẽ yêu tâm lần nữa. Mấy con thấy thầy ở trong đó chứ người mà ở sát bên thầy khó quá, không có ai. Thầy chọn đàng hoàng thầy mới dạy đạo chứ đâu phải là đủ người nào cũng dạy đâu. Các con hiểu điều đó mà chỉ lấy cái hạnh đầu cư mà để trách nhiệm thì mới biết được cái người quyết tâm hoặc là không quyết tâm. Đời mấy con thấy khổ, mang thân này là mang thân này, hở ra một chút rất khổ. Người ta nói trái ý mình cũng khổ, người ta làm một cái điều mà mình không chứa ngại là mình cũng thấy khổ. Ngay cả bản thân, ngay cả tư tưởng của mình thôi, mình tự nó cũng làm khổ đấy mà. Thân đau cũng khổ, tâm không yên cũng khổ, chuyện này chuyện khác ở bên ngoài tác động làm cho nó cũng khổ. Đời sao khổ nhiều như vậy? Thế mà sao mà chúng ta biết được Phật pháp mà chúng ta lại không tu, lại tạo thêm? Ví dụ như bây giờ các con sống một mình, các con có thêm một người vợ thì mấy con đã khổ thêm.
rồi sanh con ra mấy con lại khổ thêm nữa. Đâu có hạnh phúc đâu. Người ta cứ ngỡ tưởng là mình có vợ có con là hạnh phúc, chứ thật đâu có hạnh phúc. Nghiệp báo đến với mấy con đó, nó đòi nợ mấy con. Cho nên mấy con thấy sống một mình rất là an ổn, thế mà biết được Phật pháp nữa là hay càng giải thoát. Thì mấy con thấy trong đường tu tập của đạo Phật nó thực tế và nó cụ thể, tâm bất động tâm an lạc. Bây giờ phải trở về phương pháp. Thì mấy con thấy nói cho nhiều, thiết cho nhiều đâu có bằng ôm một cái chân lý để được giải thoát. Ví dụ bây giờ thầy ngồi đây một mình, thầy ngồi mà cứ cố gắng giữ cái tâm bất động yên lặng của mình thì bị cái chế tâm. Cho nên thầy ngồi thầy xem coi cái tâm mình nó còn khởi niệm gì không. Thì trong khi đó thầy biết nếu mà khoảng 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì sẽ có niệm này hoặc niệm khác. Cho nên thầy nhắc như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi thầy yên lặng. Thì khoảng độ chừng 3 phút, chừng nửa phút thì thầy ta cái tâm bất động không phải an lạc rồi chứ nữa, để xem xét của tâm mình coi nó có khởi niệm gì không, khởi tư duy quán sát xã cái niệm đó mà không khởi thì lại tiếp tục cái tâm bất động. Và cứ như vậy để bảo vệ, để giữ gìn cái chân lý này, cái tác ý như lý, tác ý như cái lý của cái chân lý đó mà ta phải lại bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên thầy nhá, tâm bất động thân thản an lạc vô sự, rồi yên lặng để xem sự bất động của nó, rồi lại tác ý. Chứ nếu mà để im lặng kéo dài thì nó không bao giờ kéo dài được. Cái tâm chúng ta nó nhiều chuyện lắm hết rồi, nó không có vô sự đâu. Cho nên thầy lại tác ý nữa, và cứ như vậy suốt giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tâm thầy sẽ bất động trong 7 ngày. Thì khi mà trước khi mà nó bất động, nó sẽ ở đâu mấy con biết không? Nó định trên thân nó đó, nó sẽ thấy ở trên thân nó chỗ nào, nó toàn thân nó biết từ dưới chân lên trên nào, cảm giác toàn thân Nhưng mấy con lấy cái câu này, mấy con tác ý để mấy con giữ cái tâm mình, để cảm giác toàn thân thì ức chế tâm, để tự nhiên nó như vậy. Các con nhé, tâm bất động thân thản an lạc vô sự, chứ không dùng câu đó. Nhưng nó là cảm giác toàn thân, nó cảm giác toàn thân, tôi biết, cảm giác toàn thân, câu đó để xác định nó đang làm cái gì đó mấy con biết không? Nó đang tu tứ niệm xứ đó mấy. Nó ở trên, nó cảm giác toàn thân, chứ cái cảm thọ, thọ đau chỗ nào nó biết liền. Tâm nó khởi ra niệm, nó biết liền. Tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Đó là nó ở trên tứ niệm xứ. Mà trên tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định 7 ngày đêm nó chứng đạt. Nghĩa là 7 ngày đêm nó đủ tứ thần túc mấy con. Nó đủ 4 từ như thần đó. Cho nên vì vậy nó đâu có khó đâu, có 7 ngày đêm nó có dài đâu. Các con thấy từ cái chỗ mà tâm bất động mà các con cố gắng giữ gìn 7 ngày đêm cái chỗ tâm bất động đó bằng cái phương pháp như lý tác ý. Như lý tác ý, tâm bất động thân thản an lạc vô sự. Như cái lý của cái câu đó nó phải tác ý. Rồi thì để cái tâm thầy yên lặng, rồi thầy tác ý, rồi để tâm yên. Mà cứ kéo dài mãi gì vậy, 7 ngày đi không ngủ mà. Nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ rồi. Mà nó còn buồn ngủ tức là nó còn si đó. Cho nên tiếp tục mình tu tập để mình có. Khi mà nó còn buồn ngủ thì mấy con đi kinh. Nó có tu pháp thân hình niệm rồi. Chứ mấy con ngồi nó còn tác ý hơn, nó ngủ mà. Nó không phải hiểu ở chỗ đó. Cho nên mấy con đi thì nó không ngủ đâu. Mà đi nếu mà nó buồn ngủ ít thì mấy con đi thì nó tỉnh. Mà nó buồn ngủ nhiều mấy con đi nó siêu qua, nó siêu lại giống như người xài rượu vậy đó. Mà nhiều khi nó té nữa khác.
vì nó buồn ngủ quá, buồn ngủ mà muốn mà phá cái hôn trầm buồn ngủ nặng như vậy đó thì chỉ có phương pháp tập ý tinh hành động, gọi là thân hành niệm. Dỡ chân lên thì mình dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, tinh hành động. Dỡ chân lên thì mình dỡ lên, tức là cái lệnh mình truyền mình tập ý, dỡ chân lên thì mình dỡ lên, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đó mình từng hành động ở trên cái chân của mình như vậy mình tác ý thì nó mau tỉnh lắm. Chứ còn mấy con đi không về nó cũng ngủ á, cái chuyện nó buồn ngủ rồi mấy con biết nó xì ghê gớm, nó thích ngủ đó. Nó len lén nó trốn một cái hốc thì nó ngồi ngủ đó. Cho nên trong khi tu á, mình phải có ý chí, phải biết được thì phải có phương pháp. Ai nó nhẫn cũng dễ hết, tôi nhẫn tôi chịu đựng, nhưng mà tôi ức chế cái tâm của tôi chịu đựng chứ tôi khổ lắm, không phải không mấy con? Mình nhẫn à, nhưng mà cầu tác ý nó sẽ không bị ức chế, nó làm cho mình xả được tâm bất động thanh thản, hay là buông bỏ tất cả điều nhận buông bỏ xuống đi. Mình nhắc nó vậy cái tâm mình nó thanh thản, nó sạch, nó giải thoát liền. Mấy con nhớ về cuộc sống hàng ngày của mấy con là có ác pháp xung quanh, nó dễ tác động làm cho mấy con khổ. Và mấy con cố gắng nhớ cái câu thầy dạy: tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, buông xuống. Dặn cái tâm của mình như vậy thì mấy con sẽ được giải thoát. Thầy dạy mấy con để mấy con biết cách mấy con cứu mấy con thoát khổ, để không có kéo dài cái thời gian mấy con khổ. Mấy con khổ lắm, đời đã khổ mà biết pháp Phật thì tự mình cứu khổ. Tỉnh thức ở trên cái hành động, biết mình đang làm công việc, và làm công việc đó đang biết rõ ràng, tức là tập tỉnh táo ở trên hành động. Tập tỉnh táo trên hành động để làm gì? Để khi mà có những cái buồn chiêu buồn tối, con ngồi con tỉnh táo để mà con xem xét từng tâm niệm của con. Tôn giáo nào dù mấy con tin vào cái tôn giáo đó nhưng mà kèm theo cái pháp của Phật dẫn cứu khổ mấy con được. Pháp Phật nó không kỵ với một cái tôn giáo nào hết, là con người trong tôn giáo nào nó không có phân chia tôn giáo, nó chỉ giúp con người giải thoát mà thôi. Tại đạo Phật là tại vì ông Phật ổng ra đời, ổng đưa ra, người ta tôn xưng ổng là Phật, đạo Phật. Chứ sự thật ra đạo Phật là đạo của con người chứ không phải đạo Phật, đạo của con người. Bởi vì con người phải giữ gìn đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người. Mà giờ mấy con không giận hờn, không phiền não, tức là mấy con không làm khổ mấy con chứ gì. Đạo của mấy con chứ đạo của Phật ở đâu? Các con hiểu chưa? Đạo của con người chứ không phải đạo của Phật. Đó, thì thầy trả lời như vậy. Cho nên bây giờ mấy con có theo Thiên Chúa, có theo Hòa Hảo, có theo một cái tôn giáo nào bất cứ, cứ theo, cứ thờ Chúa, cứ thờ Đức Thầy, cứ thờ cái bậc nào mấy con tin tưởng, mấy con thờ, nhưng mà kèm theo đó là đạo con mình, mấy con phải sống không làm của mình. Hai chữ không dần, tâm bất động thanh thản là vô sự. Cái bằng nhập gì với Chúa đâu, phải không mấy con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con yên tâm, đừng có sợ là mình theo cái tôn giáo đó hay gia đình mình còn dẫn theo tôn giáo đó. Bây giờ mình đi vậy là mình phản lại tôn giáo của mình. Không, tôi không phản đâu. Tôi đạo con người mà, tôi làm cho tâm tôi được giải thoát mà. Cái này là của con người chứ không phải là của ai, không phải của một cái người nào kia. À bây giờ như thí dụ như con làm thiện á, thì được Chúa rước về cõi thiên đàng, thì cái đó là cái phần của Chúa rồi. Là con cứ làm thiện thì được rước về thiên đàng, còn con làm ác thì người ta không rước, phải không? Chúa không rước. Đó là cái phần tốt của các con cứ làm. Còn ở đây á, các con không làm khổ mình, ai chửi mắng các con đừng có giận, có chuyện gì buồn phiền các con đừng buồn phiền. Thì cái này nó rõ ràng nó đâu có nằm ở trong tôn giáo đâu, nó toàn thiện nó giúp cho mấy con. Bởi vì đó là đạo đức nhân bản, đạo đức của con người là nhân bản mà, cái gốc của con người. Con làm sống không làm khổ mình đủ rồi mấy con. À, cho nên ở đây ông Phật ông không có tự xưng ông là đạo Phật đâu, tại vì con người sau này cứ tôn ổng lên à. Cứ tôn ổng là giáo chủ, tôn ổng này kia nọ, cho nên cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, tôn ổng giáo chủ chứ sợ là ổng đừng có tôn ổng. Ổng là con người bình thường chứ không có gì tôn, ổng đâu có ham làm giáo chủ đâu.
Ông đâu có muốn làm một cái giáo phái riêng đâu. Ông đâu có muốn làm cái điều đó đâu. Ông muốn đem cái nền đạo đức cho con người sống không làm khổ mình, không làm khổ người là ông hạnh phúc. Mấy con sống không làm khổ mình, khổ người là mấy con không phụ ơn ông. Có vậy thôi. Chứ ông không cần mấy con phải làm cái bàn thờ, đúc cái tượng Phật cho lớn rồi đảnh lễ. À đó thôi, mấy con làm cái chuyện đó cho nên vì vậy đó chúng mới đem nó đặt cái tượng Phật ở ở xứ nào đó, mấy con thấy chưa? Mấy con thấy không? Làm mới làm sai. Mà tốn hao tiền bạc rất nhiều. Đúc cái tượng Phật các con thấy bây giờ ở Vũng Tàu có cái tượng Phật cũng rất lớn. Rất lớn. Cái tượng Phật rất đẹp không thấy không? Không phải sao. Mà tốn biết bao nhiêu tiền mới đúc lên cái tượng Phật đó chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cất chùa là mái công vậy, đó là đền đài của vua chúa không kiến. Nó đâu có cái gì đâu. Ông Phật cũng đâu có ở trong cái đền đài của không kiến đâu. Ông ở dưới cội quốc gia Bồ Đề đó. Các con hiểu chưa? Ông ở dưới cội cây chứ không có ở cái chùa công đẹp đâu. Giờ đem cái tượng ông đúc vô trong trời đất ơi, giờ ông vua rồi mất rồi. Đó. Thành ra con người chúng ta quá tôn trọng mà biến ông Phật thành ra sai. Không có đúng. Không có đúng cách như vậy. Chúng ta hãy làm những cái gì chúng ta được giải thoát được ông vua. Tức là chúng ta đã thờ ông Phật ở trong lòng chúng ta. Biết ơn ông trời. À, cho nên bây giờ thầy giảng mấy con tâm bất động tâm trạng người vô sự thì mấy con sẽ làm đúng. Thì mấy con sẽ không phụ ơn.